Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Nay quay cho mọi người xem em gà lông lên mọi người ạ. Đây là con ô tía mọi người nha. Đây, em ô tía. Em này là gà lông lên, bây giờ đang là trạng 32 mọi người nha. Lông cần chưa khô mọi người ạ. Cần chưa khô, mặt rất đẹp mọi người, dáng form dáng rất đẹp mọi người nha. Gà mòng cong, công tử luôn, rất đẹp luôn mọi người. Gà đôi mắt rất đẹp mọi người nha, mòng đủ trái, gà rất vừa gà mọi người. Vừa gà rất này, xe đang cho em nó chạy lòng này. Đấy, chân đôi chân cũng rất đẹp mọi người. Chân xanh hai hàng váy này, em nó có ăn vân nhá, một cái ăn vân đẹp. Chân hai hàng váy thông này có ăn vân này, ăn vân dưới ăn thiên là ăn vân mọi người nhá. Chân tam tài, chân phủ điện mọi người nha, rất đẹp. Chân đôi chân này rất đẹp mọi người. Ngoại lẫn nội, an vân mọi người này. An vân rất đẹp nha. Rất nhiều gân mọi người, độ cựa mùn mọi người nhá, cựa mùn rất to mọi người. Đây, độ hậu rất sâu, thắng hậu, độ rất thắng nha, độ hậu rõ ràng. Đấy, cựa đóng rất sát thớ mọi người nhá, cựa rất to cứng, đóng sát thớ. Đấy, cần cố liền lặn mọi người nhá, cần cố rất liền lặn. Đấy, mặt này, mặt rất đẹp mọi người. Mó với lại chân là cùng một màu mọi người nhá, đi cùng một màu. Đấy, rất đẹp mọi người. Mặt này, mặt gà rất đẹp, mình rất thích đôi mắt với cặp cửa mùn rất đẹp mọi người, cần rất liền lặng nha. Em nói là đang mùa lông hai mọi người nha. Đấy, cặp cửa mùn này, đóng rất sát thớ, rất đẹp mọi người. Rất thích đôi chân, chân con gà này mọi người nha. Vảy đóng rất sắc nét nha, đan nhau rất đẹp. Vảy đan nhau rất đẹp nha. Chân bên này còn gà ăn vân này. Ăn vân em ăn thiên, nó là nằm ở dưới ăn thiên mọi người. Có những người ta vẫn gọi là ăn thiên hai, ăn thiên một và ăn thiên hai, nhưng mà có những người gọi là ăn vân, anh em gọi là ăn vân. Rất đẹp, cặp chân rất đẳng cấp mọi người nha, đẹp tuyệt vời mọi người. Thế mà có những chiến kê được vừa khung xương liền lặn và cặp chân đẹp như thế này cũng là những chiến kê hiếm mọi người. Cựa đóng rất sát thớ. Đây, cựa đóng rất sát thớ mọi người nha, cựa rất to khỏe sát thớ. Chân đẹp quá, cần cố rất liền lặng, mặt mũi rất chi là sang, mòng lại đổ vít trái đúng như sách vở luôn. Rất khỏe, vai rộng, phao câu to, rất khỏe mọi người nha. Khung bệ vừa bạn gà 32. Đây là con mơ trai mọi người,
đang cho em nói chạy lòng tập thể dục cùng mơ. Và mơ này cũng cần cố rất liên lạc rất đẹp nữa nha. Trên đang mơ đẹp cần rất liên lạc. Thôi cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của mình nha. Anh em nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo nha. Mình sẽ quay và chia sẻ những chú gà đẹp để chia sẻ cùng với anh em. Cảm ơn mọi người nha.